Hướng dẫn anh em cách đo âm ly để có thể đóng được hộp nhé. Ví dụ như đây là một con âm ly I9 hoặc tất cả các con âm ly khác, thì việc đầu tiên của mình là mình phải tháo tất cả các cái chân của nó ra. Ví dụ như là chân nhựa bát ốc thì mình cũng tháo ra, chân âm ly piano của mình cũng thế, mình tháo hết chân ra, có nghĩa là phải tháo hết sạch ra như này. Xong anh em chuẩn bị cho mình một cái thước. Và tại sao phải tháo chân ra như này này, và phải tìm một cái mặt phẳng. Nhiều con âm ly của nó sẽ lồi ra như này, có nghĩa là nó sẽ không bằng phẳng, nó sẽ có đế lồi ra như này. Đấy, chứ còn nhiều con âm ly nó như con 7800 đôi thì nó phẳng khít thì mình không nói, rất đơn giản. Nhưng mà tính trung bình tất toàn tật các con thì cứ tháo chân ra, lồi hay lõm như nào cũng kệ, tháo chân ra nhá. Tháo chân ra như này, xong tìm một cái mặt phẳng. Xong sau đó đặt úp cái âm ly lên như này. Thì nếu như mà cái âm ly mà nó có đế ấy, nó có đế như lúc nãy ấy, nó có độ đế nó lõm hoặc lồi ấy, thì nó sẽ có cái gờ này lên. Đấy, thì anh em đặt úp xuống như này. Thì bây giờ bắt đầu đo. Việc đầu tiên đo là đặt cái thước này thẳng xuống, chống xuống đất, chống xuống đất nha. Thì cái độ lồi của nó đấy thì mình được tính luôn. Xong sau đó tính lên cái mép trên này, hoặc là những cái âm ly nào mà nó lồi bên trên này, chắc chả có âm ly nào lồi bên trên cả. Đấy, thì lồi nha. Thì ví dụ như con này của nó thì là 9/2 một chiều. Chiều thứ hai là anh em đo cái chiều này. Đấy, thì đây như đây nó là 42/. Nếu như nhiều cái âm ly mà nó lồi sang hai bên này nữa thì anh em mình đo thừa sang, đo theo cả cái chiều lồi ấy. Có nghĩa đo cả rộng cả lồi như ra. Đấy, đấy là được chiều cao, chiều sâu. Và cái chiều sâu này nữa này thì mình đo, ví dụ như mình đo là cái cầu loa nó thừa ra bên ngoài bao nhiêu. Ví dụ như nhiều cái cầu loa thừa ra 3 phân thì mình đo 3 phân. Xong mình đo đến mép này thì nó là 32cm này. Đấy, chỉ cần đo như vậy là bên mình có thể đóng hộp được cho nha.